thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ. Sinh nở là cả một hành trình đáng kinh ngạc của sự sống, và điều ấy không hề dễ dàng. Đôi khi, điều khó khăn nhất không phải là vượt cạn trong đau đớn, mà là cảm giác đơn độc trên hành trình ấy. Mỗi ngày, chúng tôi giúp đỡ hàng trăm phụ nữ chuyển lo âu thành những nụ cười, ươm những mầm non tương lai, đồng hành cùng các bậc cha mẹ. Được chứng kiến yêu thương đang lan tỏa tới từng gia đình nhỏ, chúng tôi mong muốn biến nơi đây thành khu vườn ươm mầm hạnh phúc. Thấu hiểu niềm hạnh phúc vô giá các gia đình đang chờ đợi, chúng tôi có những giải pháp chăm sóc sức khỏe tổng thể cho cả bố, mẹ và bé được xây dựng với hơn 40 năm kinh nghiệm. Trong mỗi năm gần đây, bệnh viện tiếp nhận hơn 1 triệu lượt thăm khám, chào đón hơn 40.000 em bé ra đời, tư vấn và điều trị cho hơn 30.000 ca hiếm muộn. Đến nay, Phụ sản Hà Nội là bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa với 3 cơ sở, 42 khoa, phòng, trung tâm, tổ, bộ phận, hơn 800 giường thực kê, 1.600 cán bộ nhân viên, và con số này đang tiếp tục tăng lên. Để mỗi cặp vợ chồng yên tâm với hạnh phúc sau này, quy trình khám tiền hôn nhân và trước khi mang thai đã chứng minh hiệu quả qua thời gian ứng dụng. Đây là biện pháp tốt nhất giúp bố mẹ sinh ra những em bé khỏe mạnh. Khoa hỗ trợ sinh sản và Nam học đã xây dựng thành công mô hình khám và điều trị khép kín toàn diện, phục vụ cho việc khám tiền hôn nhân, tiền mang thai, khám vô sinh hiếm muộn. Sau 15 năm hoạt động, khoa đã có hơn 10.000 em bé ra đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. Xu hướng mắc ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung và ung thư vú ngày càng trẻ hóa với gần 20.000 ca mỗi năm, tỷ lệ tử vong chiếm khoảng 25%. Bộ phận ung thư của bệnh viện đang ứng dụng hiệu quả các công nghệ khoa học tiên tiến, thực hiện dịch vụ dự phòng, sàng lọc và điều trị ung thư toàn diện cho các bệnh nhân tới từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Để bảo vệ người phụ nữ khỏi những biến chứng sau sinh nở, khám và điều trị các bệnh do rối loạn chức năng sàn chậu là việc làm cần thiết. Tại đây, bệnh nhân được tư vấn và điều trị rối loạn chức năng sàn chậu hiệu quả, an toàn, tránh tái phát với chi phí phù hợp. Từ năm 2014, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật giảm đau trong đẻ, sau mổ. Với những hiệu quả đem lại, kỹ thuật này đã trở thành một kỹ thuật thường quy, được áp dụng và lựa chọn bởi hầu hết các sản phụ. Kỹ thuật nội soi được áp dụng với đa số bệnh lý cần can thiệp phẫu thuật. Cùng với đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm và bản lĩnh tay nghề, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh hơn bởi các ưu điểm vượt trội mà phẫu thuật nội soi mang đến. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận trên 15.000 ca sinh non tới từ Hà Nội và các vùng lân cận. Phát triển mũi nhọn điều trị và chăm sóc sơ sinh non tháng là một yêu cầu bắt buộc đối với một bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa. Sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành sơ sinh đã làm nên thành công trong các quyết định xử trí lâm sàng, kiên định duy trì tỷ lệ sinh non và sơ sinh tử vong thấp dưới mức 1 trên 5.000 trẻ. Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh là đơn vị tiên phong thực hiện kỹ thuật sàng lọc không xâm lấn, kiểm tra được toàn bộ 23 cặp nhiễm sắc thể của con, cho kết quả chính xác trên 99% ngay từ khi thai nhi khoảng 10 tuần tuổi. Đây cũng là trung tâm duy nhất trong toàn miền Bắc có đầy đủ kỹ thuật sàng lọc sơ sinh với nhiều loại bệnh nhất. Tới nay, bệnh viện là đơn vị y tế công duy nhất triển khai y học bào thai, quy tụ những giáo sư, bác sĩ đầu ngành sản nhi, sẵn sàng can thiệp, giải cứu kịp thời những thai nhi có bệnh lý đặc biệt ngay từ khi đang hình thành và phát triển trong bụng mẹ. Trong kỷ nguyên mới, bệnh viện đang nỗ lực thành lập một cộng đồng giữa những bác sĩ chuyên khoa hàng đầu đến từ các bệnh viện ở khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng này là nơi kiến thức được sẻ chia, công nghệ được cập nhật và yêu thương được lan tỏa. Khi yêu thương gieo mầm sự sống thành công, những tiến bộ khoa học, kinh nghiệm tích lũy cùng trọn vẹn sự quan tâm của chúng ta, tất cả đều dành cho mầm sống ấy. Mọi khó khăn của cha mẹ sẽ được đội ngũ y tế hỗ trợ, mọi rào cản giữa gia đình và bệnh viện được xóa bỏ,
để hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho bé và cha mẹ. Khi bé chào đời, gia đình chính là môi trường quan trọng nhất trong những năm tháng đầu tiên. Những phương pháp da kể ra, cắt dây rốn chậm được áp dụng với mọi sản phụ khi sinh con tại bệnh viện. Bởi tâm niệm, điều đầu tiên mỗi em bé nhận được khi tới với cuộc sống này là hơi ấm từ mẹ cha. Các con sẽ thắp lên ngọn lửa tình yêu thương gia đình. Khi trở thành mẹ, người phụ nữ nào cũng sẵn sàng trải qua nhiều hy sinh và đau đớn. Nhờ có sự hy sinh diệu kỳ ấy, ta mới thấy được yêu thương trao đi, niềm tin nhận lại, gia đình an nhiên. Với cộng đồng y bác sĩ nơi đây, động lực lớn nhất để khoác lên vai tấm áo blue là được chứng kiến, cảm nhận thật nhiều yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày. Bởi chúng tôi hiểu rằng, phía sau tiếng khóc con yêu chào đời là nụ cười của bậc cha mẹ. Phía sau rất nhiều gia đình hạnh phúc là một xã hội lan tỏa tình yêu thương. Chúng tôi là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc.